hôm nay thì đi ở khu vực ruộng bậc thang Tà Bạ này thì thấy bà con chuẩn bị đất đai để làm ruộng. Hôm qua có một cơn mưa khá to và đã đi ngang đi qua khu vực này, bà con đem bò, đem xe máy cày ra cày xới đất để chuẩn bị làm lúa. Cái vùng đất ruộng bậc thang này nói chung còn làm canh tác phụ thuộc vào trời mưa, còn rất nhiều thửa ruộng khi vào mùa hạn là không làm được, là bởi vì không có nước. Một số rất ít ruộng nằm gần đường nước thì bà con tranh thủ lấy nước từ mương xả ở trên chạy từ đập xe chết xuống để đưa vào ruộng, còn số còn lại rất là nhiều là không có nước để canh tác nên ruộng thường bị bỏ trống. Hiện vào đầu mùa mưa như thế này thì nếu bà con trồng thì có thể là trồng khoai, trồng đậu, trồng dưa hấu, dứa, khoai môn, khoai từ, khoai lang, đậu xanh, đậu phộng. Đến khi thu hoạch đợt này xong thì có thể tranh thủ làm thêm một vụ kế tiếp là trồng lúa. Nhưng vào đầu mùa mưa như thế này thì đa số bà con ta chuẩn bị đất để trồng vụ chính của khu vực này là dựa hoàn toàn vào mưa. Thì một số người ta trồng khoai môn nó chịu nước nhưng mà phải làm liếp. Tất cả những cái loại trồng ngoài lúa là phải trồng lên liếp, còn ai trồng lúa thì người ta không lên liếp vì bây giờ là chuẩn bị đất để trồng lúa được, bởi vì bắt đầu có mưa. Sắp tới mà nếu các bạn đi vô con đường này thì các bạn sẽ thấy đẹp lắm, bởi vì khi mà người ta trồng trọt rồi, ruộng nó màu xanh đủ thứ màu, bởi vì mỗi mỗi một loại cây là nó cho một màu khác nhau, mà nhất là khi các bạn nhìn từ không khí là rất là đẹp. Khi tới mùa lúa thì ở đây cũng đẹp, cỡ khoảng một tháng ngoài nữa là con đường mòn đi ngang ruộng bậc thang Tà Bạ này sẽ rất đẹp. Tôi thì thích nhất là lúc mà cây lúa nó lên cao, nó sắp chín, hoặc là lúc vô có mùa lúa chín, nó đi con đường mòn ở chỗ này là rất đẹp. Nói là đẹp cũng tùy theo các bạn có thích cảnh thiên nhiên đồng lúa này nọ không. Nếu mà các bạn thích thì con đường này là sẽ đem lại cho các bạn điều thú vị. Mà nếu các bạn có flycam, các bạn bay ở khu vực này cũng rất là đẹp. Ở trên một flycam đó mình nhìn xuống thì rất đẹp, đặc biệt là cỡ khoảng 2 tháng nữa, 2-3 tháng nữa vào mùa lúa chín đó. Tôi thì đối với tôi thì con đường đi xuyên ruộng bậc thang Tà Bạ này là con đường đẹp nhất. Hầu như là 1-2 ngày là tôi đi chạy vô con đường này một lần. Quay phim riết ở khu vực này là bà con người ta làm lúa, làm rẫy ở trên này, ta biết mặt, ta quen.
thú thật với các bạn là con đường này là tôi ghiền nó luôn. Tôi thích nhất là con đường này. Mà riêng tôi ơi nghĩ thì ở khu vực này chỉ có con đường mòn mà chạy ngang ruộng bậc thang các bạn này là đẹp nhất. Có dịp vào Tri Tôn thì các bạn tìm đến con đường này mà đi một lần xem coi như thế nào. Nếu có flycam thì bay là khu vực này là bay hết sảy luôn, là đẹp, rất là đẹp. Ruộng ở khu vực này là nó là thuộc loại ruộng nhỏ và có hình thù đa dạng, tam giác, lục giác, rồi đủ thứ hết, vuông tròn gì cũng có hết. Những cái thửa ruộng như vậy thì chỉ có đặc biệt là ở khu vực này thôi. Thì bài flycam các bạn nhìn thấy mấy cái thửa ruộng là cũng khá đặc biệt rồi. Thêm vào đó là nhất là vào cái mùa lúa chín là sắc màu nó đủ thứ sắc màu đó, rất là đẹp. Rồi có những đốm cây khu vực này là đa số là cây trăm xoài. Những loại cây đó nó tô thêm cái vẻ đẹp của ruộng bậc thang này. Tại vì ở dưới ruộng đồng bằng là các bạn thấy nó một cửa ruộng mênh mông và không có cây cối. Còn trên này là ruộng này đa dạng, nó hình thù nó khác nhau. Rồi ta trồng hoa màu sen với lúa này nó là nó cho cái màu khác nhau. Còn có những cây trăm, cây xoài, các loại cây khác nữa, nó tô thêm cái vẻ đẹp rất là sao gọi là sao ta, rất là lạ.
cái cảnh ở chỗ này là quay cảnh là có nhiều cảnh đẹp, quay hoài quay không chán luôn. Dòng sông bà con ta lên đường lên rồi cho yên bình nhưng mãi xa về cho em đêm âu ơ lời mẹ ru làng tôi này không đang cọc bò chuẩn bị làm gì bừa hết cài là tập chứ chắc tập mấy bò con. Này chắc tập luôn, tập cho mấy con bò nó biết kéo cày. Này ông đang tập bò, tập cho mấy con bò nó kéo cày. Ông để cái bừa, ông dắt nó đi vòng vòng vậy cho nó quen. Cái bò này bò tơ không. Anh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều anh người đàn ông. Dòng sông nghiêng trắng cánh cò, sớm chiều yên ắng đưa nắng qua dòng sông. Người làng tôi khuya sớm trên quay áo người thêm ba bông lúa vàng thắm cuốn vào cho thế đường làng đấy con không quẹo quẹo rồi làng tôi cong cong mái đình bà hát cô á ta đốn sang trống mùa xuân son rụng tím sân để người khắc khoải cắn theo đời và hai đầu xanh. Này là bừa mà ta lấy mấy con bò con mấy con mấy bò mới lấy ta đem ra ta thập cho yên bình nhưng mái dạ bờ tre cho êm đềm âu ơ lời mẹ ru cong cong có một chiếc bóng ai đi về chiều.